Bác nào đang có nhu cầu điều khiển cho cả cái thiết bị 3 pha thì tham khảo cái sản phẩm này nhé. Đây là cái mẫu tủ điều khiển cho cả cái thiết bị điện 3 pha, có chức năng là điều khiển bật tắt từ xa của điện thoại không giới hạn khoảng cách của bác nhé. Đi ra ngoài chỉ cần điện thoại của mình có mạng là có thể điều khiển từ xa. Và hơn nữa là nó còn có thêm cả cái tính năng rất hay như là điều khiển bằng cách là lên hẹn giờ và tắt tự động này. Mình có thể cài đặt hẹn giờ cho cái thiết bị của mình nó tự động chạy theo lịch nhé. Và chia sẻ cho nhiều điện thoại khác nhau cùng điều khiển. Đấy, mình kết nối vào máy của mình rồi có thể chia sẻ cho cả cái điện thoại khác cùng điều khiển được luôn. Và còn rất là nhiều tính năng phụ nữa các bác mua về có thể tự nghiên cứu thêm nhé. Ngoài điều khiển bật tắt từ xa của điện thoại thì các bác còn có thể sử dụng cái phím cứng ở trên công tắc thông minh để điều khiển bật tắt tại chỗ như thế này nhé. Tủ này thì bên em đã đấu sẵn toàn bộ rồi, các bác mua về chỉ việc là cấp vào cái nguồn điện 3 pha. Và đầu dây ra thiết bị 3 pha của mình vào ba cái chân đầu ra ở trên cái khởi động từ như thế này là xong các bạn nhé. Sản phẩm có vỏ ngoài là tủ điện nhựa chống nước cho nên là các bạn có thể sử dụng ở những cái môi trường ngoài trời thoải mái nhé. Tủ này bên em thiết kế cực kỳ nhỏ gọn cho nên lắp đặt nó sẽ không tốn nhiều diện tích, đồng thời là các cây dây đều được bấm đầu cốt rất là chắc chắn nhé. Các bạn mua về sử dụng thì nhấn vào cái giỏ hàng màu vàng bên cạnh để đặt hàng nhé.